Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Quang Lĩnh sẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ hoa mẫu đơn. Rồi, xin mời mọi người. Trước tiên là chúng ta dùng một cây bút, chọn một cây bút để vẽ. Ở đây Quang Lĩnh chọn một cây bút cỡ nhỏ thôi. Thì cái tấm tranh mình là không có lớn lắm. Hoa mẫu đơn này Quang Lĩnh sẽ vẽ nhiều màu. Đây chúng ta dùng màu vàng nhạt. Và sau đó chấm cái mũi bút vào trong cái màu đỏ để nó tạo ra cái độ loang nhẹ. Đây, trước tiên là mình đặt bút xuống, mình xoay nhẹ một cái cánh đầu tiên, mình nhẹ được cánh thứ hai, chúng ta đi hai cánh hậu hai bên thì cho nó cao lên một tí xíu. À, bên này cũng vậy. Này chị cho các bạn vẽ cách cân đối cho nó dễ, chúng ta dễ hình dung hơn. Hoa mẫu đơn thì có rất nhiều cách vẽ và mỗi người vẽ một kiểu khác nhau. Đấy, chúng ta mới đây được cái sườn bên ngoài. Rồi, đây là một cái cụm hoa. Thì bây giờ ở phần bên trong á, là gồm những cái cánh hoa nhỏ ở bên trong, nó vẫn cung thế này, vẫn ôm vào thế này, thì chúng ta sẽ vẽ nó màu đậm hơn chút. Màu phù hợp. Màu này đậm hơn thì chúng ta sẽ làm cái bên trong, cắm bên trong. Thank you.
các bạn thấy nó ra một khối vậy. Rồi chúng ta vẽ một cánh khác. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tới cái nhụy sau nha. Ta vẽ những cái búp. Rồi bây giờ tới cái phần quan trọng là phần lá.
đây là phần lá, phần phần lá và phần bông đã xong. Bây giờ chúng ta còn phần nữa là thân. Thì cái nhánh của cái bông bóng đơn này á, này Khoa Linh sẽ vẽ nó rồi. Còn phần nữa đó chính là phần gân lá. Thì gân lá là gì á? Đấy, là cơ bản chúng ta đã vẽ xong một cái cành hoa mẫu đơn rồi. Bây giờ còn cái nhị nữa. Nhị nó màu vàng. Rồi xong, xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ cái video này giúp mình với. Xin cảm ơn, xin chào.